Liên quan đến những chiếc xe Ben hổ vồ siêu chắc và TMT Cửu Long thì anh Quý New Power đặt câu hỏi cho Hoàng Xe Tải, đó là bên em có hỗ trợ lắp điều hòa không? Đấy, lắp điều hòa không thì các bác tài lưu ý xem, đó là đối với những dòng xe bên em ấy, TMT Cửu Long hổ vồ siêu chắc thì là trừ cái con hổ vồ 8/6 cầu đúc 8/61 này mới ra thì tất cả nợt còn lại đều chưa sẵn điều hòa các bác tài nhá. Đấy, chưa sẵn điều hòa, cũng như là đây, cái này ở trên dòng hổ vồ còn là kính quay tay. Đấy thì là bên em có hỗ trợ lắp đặt điều hòa không thì em xin trả lời là có các bác tài nhá. Đấy thì là một số điều hòa theo xe, ở bên nhà máy thì nó sẽ như này này. Đấy, đây là xe có sắt điều hòa sẽ trông như này. Đấy, hoặc là em hòa sẽ lắp trực tiếp vào cái dàn trước cái dàn làm mát kia. Đấy, và bên em có hỗ trợ lắp điều hòa zin đeo xe nhá, zin của nhà máy luôn. Đấy, nếu bác tài cần hỗ trợ. Đấy, ở đây là chưa có sắt điều hòa này, bởi vì em xe này thì chưa có bác tài nào đặt nên là em hòa chưa hỗ trợ. Đấy, xe này thì em hoàn có thể hỗ trợ lắp đặt điều hòa cũng như là hỗ trợ toàn bộ chi phí về lắp điều hòa có tài nhá. Đấy, đây là chiếc hổ vồ siêu chắc 8/45 hai cầu dầu. Đấy, hiện tại đang được có thể hỗ trợ điều hòa và khóa điện kính điện, lắp lên điều hòa khóa điện kính điện có tài nhá. Đấy, hai cái đấy em hoàn hỗ trợ hoàn toàn miễn phí luôn, và chi phí cũng như em hoàn hỗ trợ luôn các quý khách. Đấy thì là về việc lắp đặt điều hòa. Đấy, còn thứ hai đó là vì việc thay lốp, lên lốp mới thì là anh Liêm Nông có đặt câu hỏi cho Hoàng Xe Tải đây, ví dụ như là cái con hổ vồ siêu chắc 845 hai cầu dầu này, thì con này đang chạy lốp 1100/20. Đấy, 1100/20. Loại lốp ở đây là loại lốp STRC thì anh này khả năng là muốn lên lốp Bridgestone hoặc là lốp cỡ lốp 1000/20 thì em Hoàng vẫn hỗ trợ các tài là lên xuống cỡ lốp nhá. Cũng như là lên loại lốp khác. Đấy, nếu mà bác tài nào cần muốn lên dòng to hơn hay lên dòng nhỏ hơn thì vẫn có. Nếu mà bác tài cần đổi lốp, thay lốp mới. Ngoài ra thì là các tài là muốn gọi là lót thùng trước hay là làm lại thùng thì em Hoàng vẫn hỗ trợ quý bác tài. Nhưng cái này thì cũng tùy xe chứ không phải xe nào cũng hỗ trợ được các bác tài ạ. Đấy thì sơ qua với con hổ vồ này thì chúng như chúng ta thấy ở đây là xe này chưa lên khóa điện kính điện. Đấy, chưa lên khóa điện kính điện thì hối các bác tài sẽ lên cái này thì em Hoàng hỗ trợ luôn cả chi phí cũng như là phí lắp đặt luôn cho quý bác tài nhá. Đấy. Các tài sẽ nhìn thấy ở đây là cái này là để lắc chờ khóa điện này. Đấy, thứ hai là điều hòa thì là xe có sẵn đúng chỉnh này nhưng mà chưa có điều hòa. Đấy, chúng ta nổ máy chúng ta bật cái này lên thì nó sẽ không sáng được và cũng không mát được. Thì em Hoàng vô trợ các bác tài lắp điều hòa. Đấy, đây là nội thất của em hổ vồ siêu chắc 845 hai cầu dầu. Đấy, còn kể cả các tài là muốn lên hẳn cái màn hình ở đây đi, vớt cái đài radio, em Hoàng sẽ lắp luôn cái màn hình vào trong cái này các bác tài. Đấy, hay là lắp cả cam lùi, cam hành trình, nói chung là tất cả. Miễn là các bác tài lắp được thì em Hoàng sẽ lắp được. Đấy, em Hoàng vẫn hỗ trợ các bác tài từ A đến Z luôn nhá. Đấy, nếu mà bác tài là muốn gọi là lên luôn chứ lên lấy xe về chạy hoàn thiện hết luôn chứ không phải chờ về làm lại thùng làm lại như cái khác. Cái dòng xe hổ vồ 845 hai cầu dầu này đang được hỗ trợ là rất là mạnh các bác tài nhá. Các bác tài có thể đặt luôn bây giờ. Đấy, hổ vồ siêu chắc 845 hai cầu dầu lốp 1100/20 này, máy 160 của Uchai này, phụ 13 tấn này. Đấy, hộp số phụ này mua ngoài thì cũng tầm khoảng 30, mua trong hãng tầm khoảng 45 triệu có tải nhá. Thùng 6 khối 9 này, lốp 1100/20, cầu dầu, cầu hổ vồ nhá, cầu 16 tấn. Đây, cầu hổ vồ đây. Ở đây thì em đang không có sẵn cái con TMT 8 cầu dầu thì em sẽ quay qua một số mẫu xe cơ bản ở bên em nữa. Ngoài trừ coi con 845 này ra thì tất cả các mẫu xe ở đây thì em Hoàng vẫn không thể hỗ trợ được cái chi phí mà chỉ hỗ trợ được cái công lắp đặt thôi. Đấy, nếu mà tài muốn lắp điều hòa theo xe luôn, còn 6 tấn rưỡi này, đây là hai cái một đôi 6 tấn rưỡi này, 511 triệu này, con này là 554 triệu, con hổ vồ siêu chắc 7/7 lốp 1000/20. Đấy, nếu bác tài muốn xuống cỡ lốp 1000 hay xuống lốp 900 vẫn có thể xuống được nhá, lên xuống một cỡ lốp bình thường 554 triệu, thùng 6,5, máy 140, cabin kép một đôi luôn. Ở đây cũng có một con Cửu Long 8/2 một cầu đời 2021 giá rất rẻ 475 triệu, 475 triệu mà chạy lốp 9 các bác tài nhá, 900/20, máy 140, thùng 6,5. Đấy, thùng 6,5 các bác tài nhá. Đấy thì đấy là về vấn đề là lắp điều hòa lên xuống một cỗ lốp hay là hỗ trợ đặt lốp mới thì em bảo muốn hỗ trợ các quý tài nhá. Thì hẹn gặp lại tất cả quý tài trong video ngày mai về việc giải đáp các câu hỏi của quý tài gửi tới em Hoàng Xe Tải, và em Hoàng Xe Tải xin chào.